đợi điện. Hơi lạnh. Hơi cóng. Làm tí hơi run. Căn bản là cóng sợ điện. Biết rồi, anh sợ điện. Nghĩa mang cái bao tay hoặc là mây đẹp. Nhiều ông teo ấy. Tầm đến chỗ này là dừng lại rồi. Mình không dám lên, mình không quen leo, không dám leo. Biết rồi. Mình không phải dân leo trèo. Lên đấy cóng quá nè, nguy. Căn bản mình không có gì đeo, đeo ở ấy, trượt chân phát nè. Đây có dao quắm này. Thôi, đừng cầm dao ạ. Thôi, mình điên rồi. Kéo lên được giá. Từ từ đi vòng quanh đã, mới khi lên đây. Thì đã dẫm sụt phát đi, sao còn mẹ nó định. Đợi mày thì đâu có nhẹ. Toàn tí một tạ. Đi lò giò ra. Ghê vãi đái. Giật cho phát thì đứng hình. Đây là thánh cứu, ngài cứu luôn. Ô, đi tới có thằng nó lên này. Có thằng nó lên cầm cho Phi này. À vứt để à? Sao để đây? Ra đây chụp tam đảo đẹp lắm. Không à? Tam đảo đây đẹp đẹp lắm. Đấy vụ lên tam đảo thực sự này. Dưới kia chỉ là nhị đảo thôi.